Ok, công việc hôm nay nhà như hoàn thiện rồi, còn tôn nữa thôi các bạn ơi. Tốt, thầy si hoàn thiện chưa? Còn tôn nữa thôi mà nhỉ. Đây là lại ma huệ đây. Làm xong hết rồi. Còn bắn tôn nữa thôi các bạn. Hôm nay là mưa luôn. Trời đang mưa. Không mưa. Nhà kia đóng tôn xong rồi. Thấy phía trước hồ hả? Hồ hết rồi mà. Ok các bạn nha, sáng giờ xay phần trước. Phần đằng trước. Ô, hết cái trái. Wow. Cái nhà này các bạn. Nhiều nhà lắm, ở khu đây nhiều nhà lắm. Xem này. À, bên nhà xây à. Bên kia xây kiểu y như nhà này. Nhà này bên kia gần giống nhau. Rồi, vào trong nha các bạn, vào trong xem. Đi vào trong kia. Đây. Đây một phòng chưa gỡ giàn giáo, chưa gỡ tất tóc luôn. Hai phòng. Phía trước này. Xây hết phòng. Tầng tường gác lửng của phòng tầng trên ạ. Thứ hai. Đó, phía này là nhà vệ sinh. Bồn nước trên kia. Nhà vệ sinh. Leo lên trên kia quay một đoạn đây cho các bạn xem nha. Xây nhà như đằng sau như nào. Phía sau là dãy người ta đây các bạn. Kia. Phía xa xa này nhà. Đây nhiều nhà xây lắm. Nhà xây đẹp lắm các bạn. Đó, xây lên từng. Đó, ở phía bên này. Khai quát phía bên này. Phòng cuối. Phòng đầu. Đấy, phần gác lửng đây các bạn. Đó, nhà một mê. Các lần hai phòng dưới, hai phòng trên. Ok, vậy sau mấy ngày phụ hồ, nay cũng nhà cũng xong rồi. Sao đẹp. Khu này nhiều nhà xây lắm. Phía bên này họ đang xây tiếp này. Bên này một cạnh một cái nhà. Bên này cũng là một cái nhà đang xây này. Ở đây xây nhiều nhà kia. Nói chung là họ bán đầu kia xong mua đầu này rồi làm nhà nha các bạn nha. Nói chung là bán bên đất đã có giá xong mới mua thêm đất xây thêm nhà và mua thêm rẫy luôn. Ở đây họ cũng tính toán ra phết được thôi. Nói chung là chia sẻ mấy ngày đi phụ hồ cho các bạn xem thôi nha. Wow, đứng trên cao, mình là người cao nhất. Yeah. Ok, chúng đi phụ hồ chia sẻ công việc cho các bạn xem vậy thôi. Wow, một ngày làm việc mưa dầm mệt mỏi. Quay một vòng chịu. Bye bye các bạn. Mình gặp lại các bạn trong clip đóng tôn. À quên, còn khung tôn nè, đóng tôn, tô các kiểu. Còn tô gạch hoa các kiểu. Sẽ từ từ làm từ từ dần dần rồi chia sẻ cho các bạn nhé. Ok, vậy là một buổi chiều làm việc đã xong. Rồi, xong chưa? Xong chưa? Nghỉ chưa? Nghỉ được chưa? Đây là chị. Thảo. Đây là thợ đây. Ma Huệ đây. Đây là Ma Huệ đây.
xong rồi. Đây, y choan một lô. Hờ choan đây, đây là hờ choan. Rồi, xong một ngày làm việc vẫn là một ngày, vẫn là anh em mình. Hả? À. Rồi, xong, hoàn thiện. Đây, nghỉ ngơi. Hai này nhà mình đang phụ được các bạn ơi. Nó là nhà cao nhất. Okay. Làm mưa luôn đó. 7 21. Đây bên này là nhà. Nhà này xong rồi. Hoàn thiện rồi. Ôi. Bây giờ sẽ lại về qua kia làm lấy rải từ nhà mời chim cút. Hoàn thiện cái nhà còn tôn nữa thôi. Yo, anh bảo vệ đây bắt đầu chiến mồi gì đây, chim cút. Sang yên phải đẩy phản phản hồi sức thật mày nằm đây. Tôi đang trong chắc phải giờ 3 lần 1 là hàng cái tiền 4 năm xe rồi. 3 tuần tân chả giờ năm mẹ hả? Ừ. Mẹ đã qua rồi. Mẹ đã nhấp cái gì rồi. Ủa? Mẹ uống nước ngọt không? Mẹ uống nước ngọt tổ rồi. 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 Vô này đã quay thì không vô. Rồi đây con em ba em kẹt rồi.